Hôm nay, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các ban ngành đoàn thể và nhân dân cả nước sẽ thực hiện nghĩa cử cuối cùng đối với đồng chí Phạm Văn Đồng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, người đã từ trần hồi 23 giờ 10 phút ngày 29 tháng 4 năm 2000 vừa qua ở tuổi 94 sau một thời gian lâm bệnh nặng. Trong giây lát nữa, lễ truy điệu đồng chí Phạm Văn Đồng sẽ được cử hành trọng thể tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông. Trong buổi sáng nay, Đài Truyền hình Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tiếp toàn bộ lễ truy điệu và an táng đồng chí Phạm Văn Đồng, một nhà cách mạng kiệt xuất, một học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một vị lãnh tụ rất gần gũi với nhân dân lao động, một chính khách có tầm cỡ của Việt Nam trong con mắt của bạn bè quốc tế. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi buổi lễ truy điệu đồng chí Phạm Văn Đồng đang diễn ra vào giờ phút này tại nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Đồng chí Phạm Văn Đồng, tiễn biệt bác Tô kính mến. Và cũng đến chiều hôm qua, đã có 26 nhà lãnh đạo của các quốc gia, các đảng cộng sản và tổ chức quốc tế đã gửi điện chia buồn đến đảng, nhà nước ta và gia quyến đồng chí Phạm Văn Đồng. Hôm nay, ngày 6 tháng 5 năm 2000, đảng, nhà nước, quốc hội, chính phủ, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình tổ chức trọng thể lễ truy điệu đồng chí Phạm Văn Đồng. Đến dự lễ truy điệu trọng thể này có đông đủ các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc, các đồng chí cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí trong Ban lễ tang nhà nước, các đồng chí cách mạng lão thành, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể của Trung ương, lãnh đạo đảng, chính quyền, nhân dân thủ đô Hà Nội, tỉnh Quảng Ngãi và gia đình thân quyến đồng chí Phạm Văn Đồng. Đặc biệt, đến dự lễ truy điệu trọng thể của đồng chí Phạm Văn Đồng hôm nay có đoàn đại biểu của đảng và nhà nước nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đoàn đại biểu của đảng và nhà nước Cuba anh em. Xin trân trọng kính mời đồng chí Lê Khả Phiêu, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, trưởng Ban lễ tang nhà nước, đọc lời điếu. Thưa đồng bào cả nước, thưa các đồng chí và các bạn, thưa gia quyến đồng chí Phạm Văn Đồng. Đồng chí Phạm Văn Đồng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người cộng sản kiên cường, mẫu mực, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, nhà nước và nhân dân ta, người con rất mực trung thành, suốt đời chiến đấu vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân, người bạn tin cậy của bạn bè quốc tế, nhà văn hóa lớn của dân tộc đã vĩnh biệt chúng ta. Đây là một tổn thất to lớn đối với Đảng, nhà nước và nhân dân ta, đối với gia quyến đồng chí. 90 tuổi đời, 75 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí Phạm Văn Đồng với cái tên triều mến anh Tô của chúng ta đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cho tự do, hạnh phúc của nhân dân và cho lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. Cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi và phong phú của đồng chí
gắn liền với những chặng đường đấu tranh vô cùng quyết liệt nhưng rất tự hào của nhân dân ta. Tên tuổi và sự nghiệp của đồng chí được ghi vào lịch sử vẻ vang của Đảng và dân tộc, gắn liền với những sự kiện trọng đại của đất nước. Là một người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ thời chuẩn bị thành lập Đảng, sống và chiến đấu bên cạnh Bác trong 30 năm từ năm 1940 đến năm 1969, suốt đời học tập, nghiên cứu, thực hành tư tưởng, phong cách và đạo đức Hồ Chí Minh, đồng chí đã trở thành nhà lãnh đạo có uy tín lớn, được Đảng, nhân dân ta và bạn bè trên thế giới tin yêu, kính trọng. Suốt 45 năm là Ủy viên Trung ương Đảng, 35 năm là Ủy viên Bộ Chính trị, 32 năm là Thủ tướng Chính phủ, 10 năm là Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương. Đồng chí Phạm Văn Đồng là nhà lý luận chính trị và văn hóa xuất sắc, giàu kinh nghiệm thực tiễn, có tầm nhìn chiến lược, tư duy luôn luôn năng động, tình cảm luôn luôn chan hòa với nhân dân, nhạy cảm, thấu hiểu được nguyện vọng của đồng bào. Nhờ vậy, đồng chí có nhiều đóng góp lớn trong việc hoạch định, làm thấu suốt và chỉ đạo thực hiện đường lối của cách mạng Việt Nam suốt 7 thập kỷ qua. Là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng qua nhiều giai đoạn, đồng chí đã suốt đời chăm lo, nâng cao tính tiên phong gương mẫu và giữ gìn sự đoàn kết của Đảng, thắt chặt quan hệ giữa Đảng với nhân dân, trau dồi trí tuệ và rèn luyện phẩm chất cho cán bộ, đảng viên, luôn luôn nhấn mạnh trách nhiệm của những cán bộ có chức, có quyền, thẳng thắn vạch rõ và đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái, biến chất, hết lòng bồi dưỡng và ủng hộ lớp cán bộ trẻ. Mấy chục năm đứng đầu chính phủ và hệ thống hành pháp, đồng chí luôn luôn trăn trở nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, xây dựng tiền đề, tạo lập và phát triển một chính quyền của dân, do dân và vì dân, xây dựng xã hội mới, xã hội chủ nghĩa, mang bản sắc của dân tộc Việt Nam. Đồng chí là một nhà ngoại giao tài năng, có uy tín trên thế giới, nhìn xa thấy rộng, tinh tế và linh hoạt, kiên cường và mềm dẻo, ứng xử nhanh nhạy, sáng tạo, luôn luôn thể hiện lập trường chính trị sáng suốt trước thời cuộc và phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh. Là một nhà lãnh đạo kinh tế, đồng chí nghiêm khắc đòi hỏi ở bản thân và mọi người làm việc có hiệu quả thiết thực, có năng suất, chất lượng và tiết kiệm. Đối với ngành giáo dục, đồng chí dành nhiều tâm huyết chăm lo phát triển nền giáo dục nước nhà, luôn luôn quan tâm, chăm sóc đến nhà trường, thầy cô giáo và các thế hệ học sinh, sinh viên. Đồng chí là một nhà văn hóa lớn của dân tộc, luôn quan tâm sâu sắc đến văn hóa và liên tục sáng tạo văn hóa, nhấn mạnh văn hóa là đổi mới là văn hóa, luôn luôn coi trọng, phát huy vai trò động lực của văn hóa đối với kinh tế và xã hội, có nhiều ý tưởng sáng tạo, chỉ đạo các mặt hoạt động văn hóa, đối thoại thân tình và giúp đỡ thiết thực các nhà khoa học, các văn nghệ sĩ. Bản thân mình có nhiều tác phẩm văn hóa nổi tiếng với một văn phong trong sáng, mẫu mực. Với dân, đồng chí luôn luôn gần gũi với tình cảm thân thương, không kiểu cách, suốt đời sống hết mình phục vụ nhân dân. Theo lời dạy của Bác Hồ, đồng chí đã luôn luôn chăm sóc vun trồng người tốt, việc tốt để nhân lên những điển hình tốt đẹp trong cuộc sống. Trong gia đình, đồng chí luôn luôn là người chồng, là người cha, người ông hết lòng thương yêu, dạy bảo con cháu học tập, rèn luyện, không ngừng phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội. Con người ấy, từ thời trẻ đã hướng dẫn toàn bộ cuộc sống của mình
cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc, vì tự do hạnh phúc của nhân dân. Thưa đồng chí Phạm Văn Đồng, thưa anh Tô kính mến, đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng, chúng tôi nguyện cùng với toàn đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục sự nghiệp cách mạng, giữ vững độc lập tự do, đưa công cuộc đổi mới vì chủ nghĩa xã hội đến thắng lợi, thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Trong niềm tiếc thương anh Tô vô hạn, chúng tôi xin chia sẻ cùng gia quyến nỗi buồn đau sâu sắc. Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Phạm Văn Đồng, kính mến. Xin mời đồng chí Phạm Sơn Dương, con trai của đồng chí Phạm Văn Đồng, phát biểu ý kiến. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa các bác cố vấn Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Thưa các bác, các cô, các chú, các đồng chí và các bạn. Thưa các đoàn ngoại giao và đại diện các tổ chức quốc tế. Thay mặt má tôi và toàn thể gia đình nội ngoại, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận, các bác sĩ, y tá, anh chị em phục vụ thân cận của ba tôi đã tận tình chăm sóc, cứu chữa cho ba tôi trong suốt thời gian qua. Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc đã cử đoàn chuyên gia y tế sang cùng với thầy thuốc Việt Nam cứu chữa cho ba tôi. Nhưng vì tuổi cao, sức yếu, trái tim ba tôi đã ngừng đập lúc 23 giờ 10 phút ngày 29 tháng 4 năm 2000. Xin chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc đã tổ chức tang lễ trọng thể với nghi thức quốc tang cho ba tôi. Cảm ơn các vị đại diện, các cấp đảng, chính quyền, các cơ quan đoàn thể, trung ương và địa phương. Cảm ơn đồng bào quê hương Quảng Ngãi, cảm ơn đồng bào và đồng chí cả nước. Cảm ơn các đoàn ngoại giao và đại diện các tổ chức quốc tế đã đến viếng và dự lễ truy điệu cho ba tôi. Trong gia đình, ba tôi là người chồng hết mực yêu, thương yêu má tôi, và là người ông thân yêu nhất của hai cháu Phạm Quốc Hoa và Phạm Quốc Hương. Đối với công việc, ba tôi là người đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Trong giờ phút vĩnh biệt thương nhớ này, gia đình chúng tôi xin hứa với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận, xin hứa với bạn bè của ba tôi, với đồng bào, đồng chí cũng là lời hứa trước hương hồn ba tôi. Gia đình chúng tôi nguyện cố gắng phấn đấu theo những điều mà ba tôi thường mong muốn, dặn dò chúng tôi và dặn phải chăm lo dạy bảo cho hai cháu Quốc Hoa và Quốc Hương mà ông thương yêu nhất trở thành người công dân có ích cho xã hội, tiếp nối sự nghiệp của ba tôi. Thưa ba thân yêu, xin ba yên lòng thanh thản nơi vĩnh hằng. Cả gia đình ta và riêng con nguyện luôn sống, học tập, làm việc xứng đáng với điều ba thường dặn con. Xin chân thành cảm ơn. Xin kính mời các đồng chí trong ban lễ tang nhà nước, đồng chí đồng bào, chúng ta cùng tiễn đưa đồng chí Phạm Văn Đồng
về nơi yên nghỉ. Đồng chí Thiếu tướng Đỗ Trung Dương điều hành. Kính mời các đồng chí đại biểu và gia đình đứng nguyên tại chỗ. Đội công tác làm nhiệm vụ chuyển linh cữu ra tiền sảnh và làm việc. Kính mời các đồng chí đại biểu và gia đình đứng nguyên tại chỗ.
chí đại biểu và gia đình đi sau lính cứu ra tiền sảnh. Tham gia chuyển linh cữu, đồng chí Phan Văn Khải, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Phạm Thế Duyệt, Ủy viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị. Thank you.
Linh cữu đồng chí Phạm Văn Đồng đang được chuyển lên cỗ xe tang theo đúng nghi lễ nhà nước, để từ đây sẽ được đưa về nghĩa trang Mai Dịch, nơi an nghỉ cuối cùng của đồng chí. Chúng tôi xin được trích thông cáo đặc biệt của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng chí Phạm Văn Đồng, bí danh là Tô, sinh ngày 1 tháng 3 năm 1906 tại xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Đồng chí tham gia cách mạng từ năm 18 tuổi, hoạt động trong phong trào học sinh. Năm 1926 đi dự lớp huấn luyện tại Quảng Châu do đồng chí Nguyễn Ái Quốc tổ chức và được kết nạp vào Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội. Sau khi dự Đại hội Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội ở Hương Cảng, Trung Quốc, đồng chí trở về Sài Gòn hoạt động cách mạng và bị thực dân Pháp bắt, kết án 10 năm tù và đẩy đi Côn Đảo. Năm 1936 ra tù, đồng chí được trả tự do và ra Hà Nội tham gia hoạt động công khai. Năm 1940, đồng chí vào Đảng Cộng sản Đông Dương, hoạt động cách mạng liên tục trên 70 năm. Đồng chí đã có nhiều công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.
thực sự gây xúc động lớn trong bạn bè và cộng đồng quốc tế. Những ngày này, các phương tiện thông tin đại chúng trên thế giới đã dành nhiều thời lượng và vị trí trang trọng ngợi ca đồng chí Phạm Văn Đồng. Tờ Asahi Nhật Bản sáng 3 tháng 5 viết: "Ông Phạm Văn Đồng là nhà lãnh đạo trọng yếu thuộc thế hệ cách mạng thứ nhất ở Việt Nam. Ông đã chỉ đạo thực hiện chính sách quân sự và đối ngoại độc lập, tự chủ, không lùi bước trước các nước lớn. Từng giữ chức thủ tướng trong hơn 30 năm và là cố vấn cho đến năm 1997, ông Đồng đã nêu ra kiến nghị với ban lãnh đạo đảng, đấu tranh mạnh mẽ với tình trạng tham nhũng trong đảng viên và khắc phục sự chênh lệch giàu nghèo. Ông Phạm Văn Đồng là người đôn hậu, thẳng thắn, tấm lòng rộng mở, không giáo điều, được dân chúng yêu mến." Báo chí Mỹ ngày 2 tháng 5 cũng đã đánh giá: "Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng là nhà kiến trúc sư của cách mạng Việt Nam." Đài RFI ngày 3 tháng 5 đưa tin: "Ông Phạm Văn Đồng đi vào lịch sử như là một trong những chính khách có tầm cỡ lớn nhất của Việt Nam trong thế kỷ 20. Ông được tiếng là sống giản dị, trong sạch. Các nhà lãnh đạo Việt Nam vẫn thường tham khảo ý kiến ông và khi cần ông cũng lên tiếng, chẳng hạn như báo động về tình trạng tham nhũng mà ông xem là một tệ nạn." Đài BBC ngày 3 tháng 5 đã đăng bài của tác giả John Stow, chuyên gia về Đông Nam Á, đánh giá về sự nghiệp của đồng chí Phạm Văn Đồng như sau: "Ông Phạm Văn Đồng một mực trung thành với lý tưởng Cộng sản, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với ký ức, với người bạn và người thầy Hồ Chí Minh." Cỗ xe sơn pháo theo đúng nghi lễ nhà nước đã bắt đầu lăn bánh rời khỏi nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông để đưa linh cữu đồng chí Phạm Văn Đồng về nghĩa trang Mai Dịch, nơi an nghỉ cuối cùng. Thank you.
Rất nhiều người dân thủ đô hôm nay, không ai bảo ai, cũng đang tập trung dọc trên những đường phố mà đoàn xe chở linh cữu đi qua, để được nhìn thấy, được chia buồn, được tiễn đưa một lần cuối cùng một trong những vị lãnh tụ lớn của dân tộc trong thế kỷ 20, một nhân cách lớn về với cõi vĩnh hằng. Trong những hình ảnh vừa rồi, rất nhiều người dân thủ đô hôm nay đang tập trung dọc trên những đường phố mà đoàn xe chở linh cữu sẽ đi qua để được nhìn thấy, được chia buồn, được tiễn đưa một lần cuối một trong những vị lãnh tụ lớn của dân tộc trong thế kỷ 20, một nhân cách lớn về với cõi vĩnh hằng, về với cõi của Bác Hồ, theo như lời một bài thơ của tác giả Viễn Phương sáng tác vào đêm mùng 2 tháng 5 vừa qua sau khi nghe tin đồng chí Phạm Văn Đồng từ trần. Núi Hồng Lĩnh chiều nay sương phủ trắng, miền xa xanh bóng hạc đã bay về. Nhân như biển rộng tâm dưỡng tuyết, giữa gương trời tỏa sáng ánh sao khuê. Anh, con người trung hiếu của nhân dân, đã hiến trọn cuộc đời cho đất nước. Trời thăm thẳm mây hồng trăm thức tiễn đưa anh về cõi Bác Hồ. Một phiến băng không những bụi trần, anh về cõi Bác nhẹ lâng lâng. Anh là ngọc bích trong hơn ngọc, là một mùa xuân mãi mãi xuân. Thôi hết, từ đây vĩnh biệt anh. Ôi, còn đâu nữa những chiều xanh, ngồi nghe anh nói trong phòng ấm mà tưởng quê hương vượt thác gành. Anh ra đi, xin hãy yên lòng, tuy dặm đời còn lắm bão giông, yêu tổ quốc, hy sinh vì nghĩa lớn, trai gái anh hùng dợp núi sông. Đoàn xe chở linh cữu của đồng chí Phạm Văn Đồng
lúc này đang đi qua khu vực nhà hát lớn, phố Tràng Tiền và Hồ Hoàn Kiếm, trung tâm thủ đô Hà Nội. Chứng kiến lúc này quả là xứng đáng với tầm vóc của sự kiện trọng đại ngày hôm nay, xứng đáng với tầm vóc của một con người mà cả nước tiếc thương và kính cẩn nghiêng mình. Dọc hai bên đường Tràng Tiền và phố Hàng Khay lúc này, hàng ngàn người dân thủ đô không ai bảo ai đang đứng chật hai bên đường để được nhìn thấy một lần cuối cùng chiếc xe chở thi hài của đồng chí Phạm Văn Đồng về nơi an nghỉ cuối cùng. Ở trung tâm thủ đô Hà Nội vẫn còn ghi rõ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Và đồng chí Phạm Văn Đồng, một học trò ưu tú của Bác Hồ, cũng đã suốt đời phấn đấu vì sự nghiệp cao cả ấy. Trong buổi sáng nay, tại tỉnh Quảng Ngãi, quê hương của đồng chí Phạm Văn Đồng, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cũng đang tổ chức lễ truy điệu đồng chí Phạm Văn Đồng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, lễ truy điệu cũng đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động. Thưa quý vị và các bạn, từ mấy hôm nay, không biết bao nhiêu người dân trên mọi miền cả nước đã có dịp bày tỏ sự tiếc thương, lòng kính trọng, tình cảm đặc biệt của mình với đồng chí Phạm Văn Đồng, với bác Phạm Văn Đồng. Và đối với các đồng chí lão thành cách mạng đã từng hoạt động công tác với đồng chí Phạm Văn Đồng là với anh Tô thân thiết gần gũi. Và chắc rằng còn vô vàn những người khác, cho dù chưa có dịp nói lên tấm lòng của mình đối với vị lãnh tụ kiệt xuất đó, thì lúc này đây cũng nhớ về bác Phạm Văn Đồng với những tình cảm khó diễn đạt được bằng lời. Trong lúc đoàn xe chở linh cữu của đồng chí Phạm Văn Đồng đang tiến dần tới nghĩa trang Mai Dịch, chúng ta hãy cùng nghe lại những tiếng nói xuất phát từ trái tim của người dân mọi miền về con người xuất chúng ấy. Đảng bộ và nhân dân, đặc biệt là các cháu thanh thiếu nhi nghe bắt mắt rất là ngỡ ngàng,
không tin là mất mất. Bởi vì nhớ lại những năm trước đây, bác bận rất là nhiều việc của quốc gia, của dân tộc, nhưng bác vẫn dành thời gian về thăm quê hương, thăm bà con, thăm giềng, thăm các cháu thiếu nhi. Như lăng bác dặn đó là phải trong khi lo việc lớn, việc của toàn dân thì phải lưu ý những việc nhỏ. Mong muốn của bác đảng bộ và nhân dân Mộ Đức sẽ quyết tâm thực hiện cho bằng được là lời căn dặn của bác. Khi mà tôi về mà nghe nó, đài nó là bắt mắt. Khi xưa chưa. Ngày mùng 1 tháng 6, ngày Quốc tế Thiếu Nhi, chúng tôi cũng được vinh dự dẫn đầu đoàn thiếu nhi đến thăm bác Hồ, bác Phạm Văn Đồng tại Phủ Chủ tịch. Và khi tặng bác Hồ hoa xong đó, thì không bao giờ chúng tôi quên, bác luôn luôn nhắc nhở chúng tôi làm thế nào phải xứng đáng là những cái người đảng viên sống trong một thế hệ Hồ Chí Minh. Được tin anh mất, chúng tôi cảm thấy rất đột ngột, vô cùng thương tiếc anh. Chúng tôi nguyện học tập mãi mãi gương anh, gương cần kiệm liêm chính, chí công vô tư của anh, và nguyện mãi mãi truyền dạy con cháu mình luôn luôn theo lời chỉ giáo của anh. Tôi thì khi nghe tin đồng chí Đồng á, thì nó tủi lắm, nhớ anh Đồng lắm. Một người mà nó thủy chung, mà nó nghĩa là trung tâm, nghĩa là đoàn kết của đảng mình á. Cho nên do đó mà mất đi là một cái thiệt thòi lớn cho đảng và nhà nước của mình. Bác hỏi là quê tôi ở đâu? Và quê chồng tôi ở đâu? Thì tôi nói là quê chồng tôi miền Nam Nghĩa Bình. Nghe tin bác mất tôi cũng thực sự là xúc động. Hình ảnh mà được gặp cụ lần đầu tiên ở trên Tân Trào ấy, thì thật là đối với tôi lúc nào cũng là sống động ở trong cái óc của tôi. Và nó đẹp, nó vui, nó đẹp, êm đềm lắm. Nghĩ đến cụ thì có cái, luôn luôn có cái cảm tưởng như thế. Và nghĩ đến cụ Đồng tức là nghĩ đến một ông anh cả của mình. Anh tôi mất đi đó, thì đó là một cái tổn thất rất lớn của đảng, của nhà nước, của nhân dân ta. Riêng đối với chúng tôi ấy, thì đó là mất một người anh thân thiết, một người anh mà là người anh tâm tình, một người anh cả của chúng tôi, thì tổn thất này rất là. Thưa quý vị và các bạn, trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nước ta trong thế kỷ 20, tên tuổi và hình ảnh của đồng chí Phạm Văn Đồng luôn in đậm trong tâm trí của nhiều người dân Việt Nam, bởi đồng chí là một trong những học trò gần gũi và xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã có nhiều công lao to lớn đối với sự nghiệp đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Những hình ảnh dưới đây sẽ cho chúng ta thấy được một cách khái quát chân dung của một con người đã dành cả cuộc đời để phấn đấu cho vinh quang và thắng lợi của cách mạng, của đất nước và của dân tộc. Sinh trưởng cách đây 94 năm trong một gia đình công chức ở xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, đồng chí Phạm Văn Đồng là một trong những người cộng sản Việt Nam lớp đầu tiên của thế kỷ 20 này. Là học trò gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại, người sáng lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đồng chí đã cùng với những người lãnh đạo của Đảng vượt qua những giai đoạn, những thời khắc gay go ác liệt nhất trong lịch sử đấu tranh cách mạng, thống nhất đất nước. Không chỉ là nhà chính trị, ngoại giao nổi tiếng, chúng ta còn biết đến đồng chí Phạm Văn Đồng với tư cách là nhà giáo dục, nhà văn hóa xuất sắc của Việt Nam trong thế kỷ này. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí Phạm Văn Đồng luôn bày tỏ lòng tôn kính và ngưỡng mộ đối với người thầy lớn của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã mở cho đồng chí con đường đến với cách mạng. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của đồng chí Phạm Văn Đồng với lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc diễn ra từ khi đồng chí còn là học sinh năm thứ tư trường Quốc học Huế. Ngày đó, người học sinh Phạm Văn Đồng và các bạn của mình đã truyền tay nhau những hình ảnh về hoạt động của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tại Pháp. Từ việc có cảm tình, đồng chí đã hiểu được mục đích cao đẹp thiêng liêng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khi người ra đi tìm đường cứu nước,
và đó là động lực đã thôi thúc đồng chí đến với con đường cách mạng. Ở tuổi 20, đồng chí Phạm Văn Đồng đã được gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tại Quảng Châu, Trung Quốc và được kết nạp vào Tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội. Sau năm 1942, đồng chí trở thành một trong những cán bộ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương tại các tỉnh Việt Bắc, sát cánh cùng Bác Hồ và các vị lãnh tụ của Đảng chỉ đạo cách mạng cho đến ngày giành được chính quyền và trở thành một trong những thành viên sáng lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945. Năm 1946, Phạm Văn Đồng, con người được ví là thảm họa của nhà nước thực dân Pháp ở nhà tù Côn Đảo 17 năm về trước, đã trở thành trưởng phái đoàn của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến dự hội nghị đàm phán Việt-Pháp tại Fontainebleau. Trên diễn đàn hội nghị, lời phát biểu đanh thép của đồng chí đã nói lên sự thật về tình hình chiến sự, về bộ mặt thật của chính quyền thực dân Pháp và các thế lực khác tại Việt Nam, gây chấn động lớn đối với dư luận và nhân dân Pháp. Sự kiên trì của phái đoàn ta và của Hồ Chủ tịch lúc ấy đang ở thăm Pháp là một thiện chí hòa bình, một cơ hội cho nước Pháp tránh khỏi thất bại trong cuộc chiến tranh sắp tới, nhưng rốt cuộc đã không thành công vì chính phủ Pháp đã tuyên bố chấm dứt hội nghị và tiến hành chiến tranh ở Việt Nam lần thứ hai. Sau 9 năm trường kỳ kháng chiến, chiến thắng Điện Biên Phủ đã làm tan rã hệ thống thực dân ở Đông Dương. Đồng chí Phạm Văn Đồng một lần nữa xuất hiện ở hội nghị Geneva năm 1954 với danh nghĩa trưởng phái đoàn chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và với tư thế của một dân tộc chiến thắng. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đồng chí cũng chứng tỏ được bản lĩnh của một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, luôn giành được sự chủ động và tự tin nhờ vốn kiến thức uyên bác và tài hùng biện. Với trên 30 năm giữ cương vị thủ tướng, sau này là chủ tịch hội đồng bộ trưởng, đồng chí Phạm Văn Đồng đã có những đóng góp rất lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng và xây dựng đất nước. Trở về từ hội nghị Geneva, với trọng trách là thủ tướng chính phủ từ tháng 9 năm 1954, đồng chí Phạm Văn Đồng đã dành tâm huyết cho việc chỉ đạo điều hành công việc của chính phủ, xây dựng hòa bình trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa, mà trước hết là vấn đề khôi phục và phát triển kinh tế. Trong những năm tháng đó, người ta thấy đồng chí có mặt ở khắp mọi nơi để động viên tinh thần lao động sáng tạo của người dân, đến những vùng xung yếu nhất trong hoàn cảnh căng thẳng tột độ để chỉ đạo nhân dân phòng chống thiên tai lũ lụt. Cả nước bước vào cuộc chiến tranh chống Mỹ ác liệt, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nhiều lần đến thăm người dân, các cháu nhỏ tại những vùng chiến tranh ác liệt nhất, chỉ đạo kịp thời và sát sao việc khắc phục hậu quả mà bom đạn gây ra cho người dân. Cũng như 22 năm trước trong chiến dịch Điện Biên Phủ, chuẩn bị cho chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã cử đồng chí Phạm Văn Đồng là trưởng ban chỉ đạo chi viện cho chiến trường, một công việc thầm lặng nhưng rất quan trọng để chiến dịch đi đến thắng lợi hoàn toàn. Dù trong chiến tranh hay trong thời kỳ sau ngày đất nước thống nhất, đồng chí Phạm Văn Đồng vẫn giữ được phong thái của một nhà lãnh đạo năng động sông sáo nhưng cũng rất bình dị và gần gũi với dân. Kể từ Đại hội Đảng lần thứ 6, trên cương vị cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Phạm Văn Đồng đã dành nhiều thời gian để viết những tác phẩm về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh, viết về những chiến lược văn hóa xã hội và giáo dục của đất nước. Một trong những lĩnh vực mà đồng chí hết sức quan tâm và tâm huyết là giáo dục, trong đó có vấn đề đào tạo con người cho đất nước. Trong tiềm thức của giới trí thức Việt Nam, đồng chí Phạm Văn Đồng còn là một nhà văn hóa lớn với quan điểm nổi tiếng: văn hóa là đổi mới, văn hóa là đi tìm chân trời. Chúng ta phải cố gắng rất nhiều để xứng đáng với tổ tiên chúng ta, với con người, với nghĩa vụ và trách nhiệm của chúng ta với thế giới. Trong cuộc đời của mình, dù bận nhiều công việc của một nhà chính trị, nhưng đồng chí Phạm Văn Đồng cũng đã để lại cho chúng ta nhiều bài báo, nhiều tác phẩm viết về văn hóa, giáo dục rất có giá trị. Tên tuổi và tấm gương tận tụy vì nước, vì dân của đồng chí sẽ còn mãi trong tâm thức của những người Việt Nam yêu nước chúng ta. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một cộng sự, người bạn chiến đấu gần gũi và thân thiết rất lâu năm của anh Tô, của nguyên Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Nhớ về người anh, người đồng chí của mình trong những ngày này, khi mà cả nước cũng đang hướng về lễ kỷ niệm 46 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại tướng đã xúc động kể lại những kỷ niệm giữa hai con người, một ở nơi chiến trường, một ở bàn đàm phán của Hội nghị Geneva, ở nơi mà mỗi tin thắng trận từ quê nhà đều gây những hiệu quả tức thì cho các cuộc đàm phán. Đương nhiên, với cương vị của anh, với cương vị của tôi thì cái quan hệ là hết sức mật thiết rồi. Tôi nhớ nhất là lúc mà ở Điện Biên Phủ mà chuyển phương châm cái hậu cần trở thành một cái nhân tố quyết định đó, thì anh là chủ tịch hội đồng chi viện tiền phương. Rồi đến một cái là cái này là tất yếu hay là ngẫu nhiên, mùng 7 tháng 5 là chiến thắng Điện Biên Phủ, thì mùng 8 tháng 5
hội nghị dân em thế là còn cái điện về thì nói cái tư thế của cái Hải đoàn ta là có thể nói là được đề cao. Lão Thành, một nhà ngoại giao xuất sắc, một vị lãnh tụ tầm cỡ của Việt Nam trong thế kỷ 20. Thế nhưng có lẽ sẽ là không đầy đủ nếu như chúng ta không thêm vào bức chân dung ấy hình ảnh bình dị của một nhà lãnh đạo gần gũi với nhân dân lao động, coi trọng yếu tố con người. Tiếp nối ý tưởng và lòng mong muốn của Bác Hồ về xây dựng con người mới, nếp sống mới xã hội chủ nghĩa, đồng chí Phạm Văn Đồng trong suốt cuộc đời mình đã luôn dành sự quan tâm chỉ đạo, khơi dậy và động viên phong trào người tốt, việc tốt, bắt đầu từ thủ đô Hà Nội rồi phát triển rộng ra cả nước. Gần 20 năm trôi qua, nhưng chị Vũ Thị Phượng, người công nhân ưu tú của công ty May 40, vẫn lưu giữ trong mình những ấn tượng đầy xúc động về cuộc gặp gỡ với người lãnh đạo cao nhất lúc bấy giờ của chính phủ là Bác Phạm Văn Đồng. Cái tình cảm của tôi đối với Bác lúc đấy, cảm thấy nó gần gũi như là một người cha. Bác hỏi là quê tôi ở đâu? Và quê chồng tôi ở đâu? Thì tôi nói là quê chồng tôi miền Nam Nghĩa Bình. Và bác nói với các anh nhà báo, các chú cho tôi chụp một cái ảnh gia đình. Và bác toàn gọi tôi bằng con và xưng ba. Thế cho nên là từ cái tình cảm đấy mà tôi cũng cảm thấy nó gần gũi. Mà đến bây giờ bác không còn nữa, nghe tin bác, tình cảm của ông đối với giai cấp công nhân hay nông dân, với những người lao động hay trí thức cũng đều là một sự sẻ chia gần gũi như vậy. Người đứng đầu chính phủ ấy không những đã dành thời gian quan tâm chu đáo tới thành tích, cuộc sống của những anh hùng, mà còn chân thành bày tỏ Phùng Văn Bằng chăm sóc đàn châu Mora, món quà chính phủ Ấn Độ trao tặng ông. Tôi nghe tin của đồng Bắc là lúc đó 7 giờ. Lúc 7 giờ chiều tôi đi làm ra trên trại này tôi về. Thế nên khi mà tôi về mà nghe nó đài nó là Bắc nó khóc. Để đem ánh sáng của người tốt, việc tốt vào tất cả các ngóc ngách của cuộc sống, để gây dựng người tốt, việc tốt bão, ông cũng luôn tâm niệm phải có sự khuyến khích. Hồ, ông khuyến khích các tỉnh rất hoan nghênh và cũng lại làm theo như thế này. Người ta dám nghĩ và người ta dám chịu trách nhiệm và người ta làm. Những cái gương ấy nó cảm động lắm, và chính những cái chuyện ấy nó cảm hóa lại chúng tôi. 85, đồng chí Phạm Văn Đồng, khi ấy là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, một lần nữa lại nhấn mạnh yếu tố con người như là một nhân tố quyết định cho thành công của bất kỳ một cuộc cách mạng nào. Nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ qua độ là công nghiệp hóa xã chủ nghĩa. Và muốn vậy đó, muốn làm lớn như vậy đó, thì trước hết chúng ta phải có cái tầm nhìn lớn. Thay cho lời kết là cùng nhớ lại một trong những mong ước lúc sinh thời của đồng chí Phạm Văn Đồng. Lúc kháng chiến, dân ta có câu ra ngõ gặp anh hùng. Ngày nay, ở thủ đô và ở các nơi khác, chúng ta hãy làm sao để ngày nào đó người dân sẽ nói ra ngõ gặp người tốt, việc tốt. Có những con người vĩ đại ngày thường vẫn sống một cách bình lặng bên cạnh mỗi chúng ta. Để rồi đến khi họ đột ngột ra đi, chúng ta mới chợt hiểu đã vĩnh viễn mất đi một chỗ dựa tinh thần quý báu đến như thế nào. Đó cũng là tâm trạng chung của rất nhiều đồng chí lão thành cách mạng, cộng sự lâu năm của anh Tô. Một trong những người đó chính là giáo sư Trần Văn Dầu, một người có một tình cảm đặc biệt với người đồng chí, người thầy của mình, Phạm Văn Đồng. Tôi mà biết ông Đồng ấy thì ngày đó tôi là còn là anh học trò, mà ông Đồng lúc bây giờ là anh Đồng, thầy giáo ở một cái trường tư thục ở kế bên trường tôi. Trường tôi là trường bây giờ gọi là Lê Quý Đôn đấy, trước nó là Sách Lu, nó ở gần cái trường Nguyễn Khí Thông, là nơi mà anh Đồng
đã dạy học đó, làm thầy giáo, là thành thầy giáo trường tư thục. Tôi mà có hiểu, bắt đầu hiểu, lúc bây giờ gọi là quốc sự đấy, là do anh Đồng, anh Đồng Đen, gọi là Đồng Đen, giảng cho chúng tôi nghe. Thế rồi, bắt đầu chỗ đó rồi. Chỉ một tí thôi, mà tí đó là cái nhóm lửa, cái tên lửa đầu tiên, trong đầu của tôi, đồng chí Phạm Văn Đồng. Thủ tướng Phạm Văn Đồng có hai cái điều lớn để lại cho tất cả chúng ta và dân tộc sau khi anh chết là hai điều. Thật rồi. Một là con người có chính khí cao. Điều thứ hai là con người, tôi có thể nói là nhân cách gần như toàn vẹn, nhân cách cao lắm, chính khí cao và nhân cách cao. Con người ta có thể làm quan rất lớn, con người ta có thể làm giàu rất to, nhưng cái thiếu của người ta dễ có lắm. Nhất là những cuộc đời dài 90 mấy tuổi, giữ như cái toàn vẹn khó lắm, ít có lắm. Nếu có một người, có nhiều người, đó Phạm Văn Đồng là một. Tôi thấy con người mà có quyền có chức, nhất là con người có quyền có chức cao và lâu, mà giữ được trong sáng hoàn toàn, không có tì vết nào, ông Đồng là một người tiêu biểu. Nếu mà trong bộ máy của ta, bộ máy đoàn thể, bộ máy chính quyền, mà người ta theo được cái liêm cái chính của ông Đồng thì sẽ là một hạnh phúc rất lớn cho dân tộc. Trong sáng, ông Đồng là một trong số ít người không có thì với gì cả. Tin đồng chí Phạm Văn Đồng kỳ trần đã gây xúc động lớn trong bạn bè và cộng đồng quốc tế. Những ngày này, các phương tiện thông tin đại chúng trên thế giới đã dành nhiều thời lượng và vị trí trang trọng ngợi ca đồng chí Phạm Văn Đồng, một chiến sĩ cộng sản kiên cường, một cộng sự thân cận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm tốt đẹp đối với nguyên Thủ tướng Phạm Văn Đồng, và nhấn mạnh những đóng góp kiệt xuất của đồng chí vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, và những nỗ lực quý báu trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt-Trung. Hãng Tân Hoa Xã khẳng định, đồng chí Phạm Văn Đồng là một trong những nhà lãnh đạo đáng kính và phục vụ lâu năm nhất của Việt Nam, là chiến sĩ cách mạng, là nhà lãnh đạo tiền bối của cách mạng Việt Nam, đồng thời là một người bạn thân thiết của nhân dân Trung Quốc. Hãng Itatas của Nga đưa tin nêu rõ, ông Phạm Văn Đồng là một trong những nhân vật xuất sắc và có ảnh hưởng lớn nhất của Việt Nam trong thế kỷ 20 nhờ những khả năng siêu phàm về ngoại giao cũng như uy tín ảnh hưởng to lớn ở trong nước. Ông Đồng được coi là bộ mặt và tiếng nói của Việt Nam trong những năm chống Mỹ. Phóng viên hãng thông tấn Prensa Latina tại Hà Nội khẳng định, cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng chí Phạm Văn Đồng là nhân vật xuất sắc nhất của cách mạng Việt Nam được mọi người tin yêu. Hãng tin Đức DPA khẳng định, nguyên Thủ tướng Phạm Văn Đồng là người trợ thủ chính của cuộc chiến tranh và nền độc lập của Việt Nam. Hãng EFE Tây Ban Nha viết, nhà lãnh đạo thượng thọ Phạm Văn Đồng là một trong những người đồng chí của anh hùng độc lập Hồ Chí Minh. Các hãng ANSA Italia, AFP Pháp và nhiều hãng thông tấn quốc tế khác đã phát nhiều tin và bài về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của nguyên Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Các đài phát thanh nước ngoài bằng tiếng Việt như BBC, RFI,
Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng dành nhiều thời lượng nói về thân thế sự nghiệp của nhà lãnh đạo Việt Nam vừa từ trần, và cho rằng nguyên thủ tướng lâu năm nhất của Việt Nam Phạm Văn Đồng đã đi vào lịch sử như một trong những chính khách có tầm cỡ nhất của Việt Nam trong thế kỷ 20. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ khẳng định nguyên thủ tướng Phạm Văn Đồng là một trong những người khổng lồ của chiến tranh giành độc lập cho Việt Nam. Là người chống đối mạnh mẽ việc chia cắt Việt Nam, ông Đồng đã dành những năm đầu tiên trong vai trò thủ tướng để lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước và đã giành thắng lợi sau 20 năm. Sau khi Việt Nam phải đương đầu với cuộc chiến tranh khốc liệt nhất của lịch sử loài người, quyết tâm của ông Đồng không hề lay chuyển. Ngay cả khi máy bay Mỹ dội bom dữ dội miền Bắc, ông vẫn thường dự báo là Hà Nội sẽ giành chiến thắng. Ông Đồng được coi là người Marxist chân chính. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger từng đánh giá ông Đồng là người mưu lược. Đài BBC ngày 3 tháng 5 đã đăng bài của Stout, chuyên gia về Đông Nam Á, đã đánh giá: ông Phạm Văn Đồng một mực trung thành với lý tưởng Cộng sản, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với ký ức về người bạn và người thầy Hồ Chí Minh. Báo Gramma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba ngày 3 tháng 5 viết: Phạm Văn Đồng là như vậy, khiêm tốn đến mức cảm thấy bị xúc phạm khi người ta ca tụng mình. Cuộc đời ông phản ánh lịch sử, phản ánh hoạt động của Bác Hồ, của tất cả những người yêu nước Việt Nam, của dân tộc Việt Nam bình dị, một dân tộc đã góp công lớn vào sự nghiệp giải phóng của các dân tộc và thực hiện chủ nghĩa quốc tế vô sản. Bài báo kết luận: Phạm Văn Đồng luôn là bản trường ca của tình hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc Cuba và Việt Nam. Báo Dân tộc Thái Lan dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Surin Pisuvan ca ngợi nguyên thủ tướng Phạm Văn Đồng là nhà lãnh đạo nhà nước tầm cỡ quốc tế. Từ châu Phi xa xôi, tờ Kim Tự Tháp và tờ Tiến Bộ Ai Cập cũng đặc biệt nhấn mạnh tài ngoại giao, những cống hiến to lớn của nguyên thủ tướng Phạm Văn Đồng vào công cuộc giải phóng tổ quốc và xây dựng đất nước Việt Nam. Coi ông là một trong những học trò xuất sắc nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các đài phát thanh truyền hình Ai Cập và các nước Ả Rập khác cũng đưa tin trang trọng về việc nguyên thủ tướng Phạm Văn Đồng qua đời. Đã từng sát cánh với nguyên thủ tướng Phạm Văn Đồng, chúng ta càng có dịp hiểu rõ hơn về những đóng góp lớn lao ấy. Ngoài những thước phim, qua những hình ảnh đồng bào, đồng chí, trong rất nhiều những bức ảnh còn lưu giữ, có những tấm ảnh đã đi vào lịch sử, như bức ảnh chụp chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do cụ Hồ Chí Minh làm chủ tịch, chụp vào ngày 3 tháng 9 năm 1945, sau phiên họp đầu tiên. Có mặt đồng chí Phạm Văn Đồng với tư cách là một thành viên nội các, Bộ trưởng Bộ Tài chính. Bức ảnh đó đã được lưu giữ trang trọng trong Bảo tàng Cách mạng. Ông Vũ Đình Hòe cũng là một trong những người tham gia nội các đầu tiên cùng với đồng chí Phạm Văn Đồng trong chính phủ lâm thời tháng 9 năm 1945. Khi đó, ông Vũ Đình Hòe là Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục. Hình ảnh mà được gặp cụ đầu tiên, lần đầu tiên ở trên Tân Trào ấy, thì thật là đối với tôi lúc nào cũng là sống động ở trong ký ức của tôi, và nó đẹp, nó vui, nó đẹp, êm đềm lắm. Nghĩ đến cụ thì có cái, luôn luôn có cái cảm tưởng như thế. Gắn liền với những chặng đường, những thời kỳ hoạt động cách mạng của đồng chí Phạm Văn Đồng, từ buổi đầu thành lập nước Việt Nam Dân Chủ. Đây là bức ảnh chụp đồng chí Phạm Văn Đồng tại hội nghị Fontainebleau khi đồng chí làm trưởng phái đoàn chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sang Pháp dự cuộc đàm phán Việt Pháp tháng 9 năm 1946. Từ hội nghị Fontainebleau đến hội nghị Geneva năm 1954,
đồng chí Phạm Văn Đồng đã nổi tiếng thế giới như một nhà ngoại giao xuất sắc. Với trên 30 năm giữ cương vị thủ tướng, sau này là chủ tịch hội đồng bộ trưởng, đồng chí Phạm Văn Đồng đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Vẫn còn đó những bức ảnh đồng chí Phạm Văn Đồng khi đi thăm công trường xây dựng và sửa chữa cầu Long Biên năm 1973, bức ảnh đồng chí ân cần thăm hỏi đồng bào các dân tộc tỉnh Quảng Ninh năm 1976 và còn rất nhiều những tư liệu quý khác mà cho đến tận bây giờ không chỉ được ghi lại trong những bức ảnh, những thước phim mà trong trái tim khối óc của rất nhiều người dân Việt Nam và đặc biệt là những người đã từng được làm việc với đồng chí Phạm Văn Đồng. Công lao của một người gần 10 công lao ấy không bao giờ quên, đặc biệt là con người. Thank you.
lễ an táng đồng chí Phạm Văn Đồng, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nguyên cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sắp bắt đầu. Kính mời các đồng chí lãnh đạo, các đoàn đại biểu và gia đình vào vị trí để chuẩn bị tiến hành lễ an táng. Lễ an táng đồng chí Phạm Văn Đồng bắt đầu. Thank you.
xin kính mời các đồng chí lãnh đạo và đại diện gia đình bỏ nắm đất đầu tiên. Xin kính mời các đồng chí lãnh đạo và đại diện gia đình bỏ nắm đất đầu tiên. Sau khi bỏ xong, xin được kính mời các đồng chí lãnh đạo và gia đình về vị trí cũ. Đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu đã tung nắm đất đầu tiên lên linh cữu đồng chí Phạm Văn Đồng, cử chỉ vĩnh biệt cuối cùng đối với nguyên Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, người con ưu tú của dân tộc, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ rất gần gũi, thân thương với đồng bào và chiến sĩ cả nước. Tiếp theo đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, các đồng chí cố vấn Ban Chấp hành Trung ương, các đồng chí Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị cùng toàn thể gia quyến cũng đã tung những nắm đất cuối cùng lên linh cữu đồng chí Phạm Văn Đồng. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và sau này là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được an táng tại đây, bên cạnh những vị lãnh tụ của cách mạng Việt Nam, những người bạn chiến đấu và những học trò ưu tú khác của Chủ tịch Hồ Chí Minh như Cố Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, Cố Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng, Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, Cố Tổng Bí thư và Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh, đồng chí Hoàng Văn Thụ, một trong những nhà cách mạng tiền bối, cùng nhiều lãnh tụ khác. Toàn thể gia quyến của đồng chí Phạm Văn Đồng lúc này cũng đang kính cẩn nghiêng mình trước vong linh của người chồng, người cha, người ông vô vàn thân thương của mình.
Văn Đồng, phút mặc niệm bắt đầu. Chức lễ tang và gia đình đồng chí Phạm Văn Đồng xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố, các vị đại biểu, họ hàng nội ngoại, bạn bè, đồng chí, đồng bào đã đến tiễn đưa và dự lễ an táng đồng chí Phạm Văn Đồng về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa Trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội. Kính mời gia đình, các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu đi vòng quanh mộ để vĩnh biệt đồng chí Phạm Văn Đồng.
nhà nước, quốc hội, chính phủ, mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng nhân dân cả nước ta vừa tiễn đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng đồng chí Phạm Văn Đồng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, người chiến sĩ cách mạng kiên cường, một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc của Việt Nam. Không một lời nào có thể nói hết niềm tiếc thương da diết trong mỗi người dân Việt Nam chúng ta khi phải vĩnh biệt một con người đã dành toàn bộ tâm huyết và chọn cuộc đời mình đấu tranh không mệt mỏi cho nền độc lập và dựng xây Tổ quốc. Đến đây, chúng tôi xin được kết thúc buổi truyền hình trực tiếp về lễ truy điệu và lễ an táng đồng chí Phạm Văn Đồng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dõi.